Hôm nay có lẽ là tôi có việc hơi dài một chút, bởi vì đây cũng gần như là gần cuối cùng đứng trước hội đồng để có thể nói với tư cách là phó hiệu trưởng. Tôi đã già rồi nhưng mà hôm nay có thể các đồng chí cũng cố gắng lắng nghe một vài lời tôi muốn nói với tất cả mọi người hôm nay. Rất tiếc là hôm nay không có lãnh đạo địa phương để dưới góc độ người quản lý chúng tôi có thể nói câu với lại đảng và chính quyền địa phương cũng như là với nhân dân ở đây. Tuy nhiên thì trong bài phát biểu này cũng có một cũng có cái lời cảm ơn các lãnh đạo địa phương, thì rất là mong các đồng chí đại diện ban phụ huynh cũng như là ban giám hiệu nhà trường sẽ chuyển lời đến chúng tôi, bởi vì hôm nay là ngày sinh hoạt đảng nhật, có lẽ các đồng chí cũng chưa thể kịp đến. Kính thưa các vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp, lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn đảng ủy, chi bộ, ban giám hiệu cùng toàn thể hội đồng nhà trường đã có buổi gặp mặt hôm nay để tôi được chia tay cùng các bạn. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, tâm trạng được nghỉ thật thoải mái, không họp hành, không xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch, không vội vã để đến đúng giờ, không phải thức trắng đêm để làm thời khóa biểu, an nhiên vô cùng. Tôi cũng đã từng tổ chức và từng chứng kiến nhiều cuộc chia tay đồng nghiệp, và cũng từng nghĩ đến một thời điểm nào đó mình cũng như vậy, và với tôi ngày ấy cũng đã đến. Kính thưa các vị, trong quá trình hình thành và phát triển của trường Trung học cơ sở Ngọc Vân, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc và đầy trách nhiệm của phòng giáo dục, của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, của các ban ngành, của hội cha mẹ phụ huynh học sinh. Mỗi sự tiến bộ của nhà trường đều thể hiện vai trò lãnh chỉ đạo không thể thiếu của phòng, của huyện, của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, sự quan tâm của các ban ngành, của hội cha mẹ học sinh. Về cá nhân, tôi xin cảm ơn lãnh đạo huyện ủy, phòng giáo dục, đảng ủy, ủy ban qua các thời kỳ đều đã và quan tâm ủng hộ chúng tôi khi thực hiện các quyết sách chính trị của mình. Và thực tế, chúng tôi không thể thành công nếu không có sự chỉ đạo đúng đắn của cấp trên và sự hậu thuẫn chí tình của địa phương. Tôi xin chân thành cảm ơn và tri ân điều đó. Thưa các bạn đồng nghiệp, thời gian qua đối với tôi thật là ngắn ngủi. Mới đó đã tròn mấy chục năm, tôi đặt chân lên mảnh đất Ngọc Vân với bao lạ lẫm và bỡ ngỡ của buổi ban đầu. Ngày ấy thật khó khăn với tôi. Mới mẻ của một môi trường mới, một cấp học mới đã đưa đến cho tôi, một sinh viên 20 tuổi vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, còn rất non nớt và thiếu kinh nghiệm thực tế. Có những lúc tôi tưởng mình sẽ khó hòa nhập và đồng cảm với nơi này. Như người ta nói, thời gian là một ông thầy vĩ đại, thời gian đưa tới sự trải nghiệm đối với mỗi người. Nơi đây, tôi đã tìm thấy niềm vui sau bức trang giáo án, thấy cuộc sống nơi này thật rộng mở và chứa chan tình yêu thương, thấy được sự ấm áp của tình đồng chí. Thế nên, cùng với sự dịu dắt tận tình của những thế hệ đi trước của đồng nghiệp, tôi đã lớn lên sau mỗi tiết dạy, sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn, sau những lần đi thi kiến thức, thi giáo viên giỏi để tự khẳng định mình. Từ mái trường này, tôi đã trưởng thành về tuổi đời, tuổi nghề và tuổi đảng. Được công tác cùng làm việc với các bạn, đó là một may mắn và tôi đã học được ở các bạn rất nhiều điều. Tôi nhớ mãi những ngày cùng tập thể nhà trường phải vượt qua khó khăn thử thách, từng bước đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Những ký ức về những đêm ngủ không tròn giấc, trăn trở tìm lối đi cho nhà trường để vươn lên, để phát triển, để khẳng định mình và cùng các bạn đưa nhà trường hướng tới những khát vọng, những giá trị cao hơn. Mặc dù thực tế chúng ta cũng đã gặt hái được những thành công nhất định trong công cuộc đổi mới và phát triển của sự nghiệp chồng người. Tôi ấn tượng với thầy Minh, dù bây giờ thầy đã là người thiên cổ, chứng kiến thầy hàng ngày thầm lặng chăm chút từng tích nước lá để anh em đến đã có nước uống. Mặc dù đó không phải là công việc của mình, mà chưa bao giờ đòi hỏi một lời cảm ơn. Và trong số chúng ta có lẽ có những người chưa một lần kịp nói lời cảm ơn với thầy. Tôi rất hạnh phúc khi nhớ lại kỷ niệm về các chuyến tham quan cùng nhà trường. Được ăn cùng mọi người, được cùng mọi người trên một chuyến xe, được cùng mọi người ăn cùng một mâm cơm. Tôi nhớ những cuộc đi thi giáo viên giỏi cấp tỉnh cùng chị Thanh, Luyên, Hiệu, Quyền. Đi trong mưa, gió bắc lạnh thấu xương, qua bến tuần Lạng Giang khi trời còn chưa sáng, lo sợ đò bị lật mà mình thì không biết bơi. Và cả những lần cùng Hiệu, Thảo, Trung Văn đưa học sinh đi thi thể thao, cùng cung bậc cảm xúc vui buồn với trò sau những cuộc đi thi. Tôi nhớ những khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của thầy, của trò khi công bố kết quả mỗi cuộc thi mà thầy trò trường ta giành được. Nhiều lắm, không thể kể hết được các đồng chí ạ. Mấy chục năm qua với cả mồ hôi và nước mắt,
Mấy chục năm không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không hẳn là quá ngắn để chứng minh cho sự trưởng thành của một mái trường nói chung và mỗi cá nhân nói riêng. Mái trường này dù không danh tiếng, không bề thế như những ngôi trường tại các địa phương khác, nhưng với một bối cảnh thực tế của địa phương chúng ta, xã Lộc Vân trước đây là một xã trọng điểm của tệ nạn ma túy, dân trí còn hạn chế, cơ sở hạ tầng nghèo nàn. Chúng ta đã cùng với chính quyền địa phương và nhân dân xây dựng một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2006. Như bao địa phương khác, đó là một thành công thực sự to lớn mà không dễ gì có được. Vì thế, chúng ta có quyền tự hào về ngôi trường này vì nó là nơi ghi dấu sự nỗ lực hết mình của tôi, của những con người đã và đang công tác ở đây, cũng như ghi nhận sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành trong xã và của huyện nhà. Những gì mà trường ta có được hôm nay là mồ hôi và tâm trí của bao thế hệ thầy cô, bao thế hệ học sinh. Tôi luôn ghi nhận và tự hào về điều đó. Đặc biệt, tôi đã cùng các bạn liên tục giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2006 đến nay. Một mục tiêu chính trị quan trọng và nặng nề nhất mà địa phương đặt ra cho chúng ta. Những giây phút như thế thiêng liêng và hạnh phúc, vì đó không chỉ là thành công của thầy trò nhà trường, mà còn là sự thành công của đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, là niềm tin cho sự phát triển, phồn thịnh của đất nước trong tương lai từ những nỗ lực chồng người của chúng ta hôm nay. Song song với đó, trên cương vị là một phó hiệu trưởng, tôi cũng mong muốn và đòi hỏi mỗi người chúng ta cũng phải nỗ lực như vậy, vì chỉ có như thế chúng ta mới có được một tập thể đoàn kết vững mạnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm tốt, không phải lúc nào cũng đối xử tốt với các bạn. Tôi biết những ánh mắt phiền muộn của nhiều thầy cô hoàn trách khi tôi đòi hỏi quá nghiêm khắc, thiếu quyết đoán, thiếu nụ cười, thậm chí tiết kiệm và lời khen. Các bạn đã âm thầm làm việc, lặng lẽ vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, không khí thân tình, trang trọng của buổi gặp mặt ngay lúc này đây như sự kết tinh của tình nghĩa bấy nhiêu năm của nhà trường, của các bạn dành cho chúng tôi. Tôi xin cảm ơn các bạn vì tất cả điều đó, những điều được nhắc đến và những điều chưa được nói đến vì lý do thời gian. Tôi cũng mong các bạn cảm thông cho tôi những điều vì tôi mà các bạn chưa hài lòng, và đồng thời rất mong các bạn lượng thứ. Cho tôi được nói vài lời nhắn nhủ tới những đồng nghiệp đã từng là học trò của tôi. Các em yêu quý, hôm nay những lời này là tư cách cô giáo tâm sự cùng với học trò. Có người được sinh ra lớn lên và trưởng thành ở mảnh đất này, nay lại về quê hương công tác. Có người về công tác rồi trưởng thành ở đây. Trong suốt những năm qua, cùng đồng hành, nhìn các em trưởng thành từng ngày, cùng cô chứng kiến những thăng trầm của mái trường này, sẽ chẳng thể nào quên những lần cô trò đi trong mưa rầm gió bấc. Lúc đi con vẫn còn ngủ vì trường xa hàng chục cây số, nếu không nhanh sẽ trễ giờ, còn chẳng đặt kịp ăn vì sợ muộn giờ dậy. Chẳng thể nào quên những giọt nước mắt của các em sau mỗi lần đi thi, và cả những giọt nước mắt khi các em đã vượt qua chính mình. Rất nhiều các em ạ, chỉ biết rằng cô trò chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp mà trong cuộc đời không phải ai cũng có được. Ở đó, cô trò mình như người nhà, các em không còn là nhân viên và cô không phải là một phó hiệu trưởng. Những ngày sau này, cô không công tác cùng các em nữa, các em hãy làm tốt những công việc mà cô trò chúng ta đang làm dở dang và cố gắng nhiều hơn nữa. Cô nhớ trong bài thơ Vô Đề Ba, nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh có câu: người ghi bia đá để đời, còn ta bia trắng người đời tự ghi. Các em hãy để học trò và nhân dân dùng cái tâm và lòng yêu mến để viết lên tấm bia nhân phẩm của chúng ta. Những người mà được xã hội gọi là dạy chữ, dạy người, dù không được lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ như Trần Quốc Tuấn đã nói, nhưng tiếng thơm về nhân cách sẽ còn mãi với thời gian. Đấy mới thực sự là bằng chứng sống, là thước đo chuẩn mực nhất về giá trị của người thầy, là phần thưởng thực sự cao quý cho chúng ta, những người cả đời gắn bó tâm huyết với sự nghiệp chồng người. Về bản thân, tuy năng lực có hạn, đóng góp cho giáo dục chưa nhiều, song tôi cũng đã cố gắng những gì có thể. Đến giờ phút này, tôi hoàn toàn tự hào về những gì mình đã cống hiến cho địa phương, thanh thản về nghỉ an nhiên, hưởng thú vui biển biên cùng của con cháu. Cuối cùng, xin kính chúc tập thể giúp bạn trường trung học cơ sở Ngọc Vân thân yêu của tôi, những học sinh thân yêu của tôi, sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để thực hiện các vọng của mình. Tôi coi mọi niềm vui thắng lợi của trường ta sắp tới cũng là niềm vui, niềm tự hào của tôi. Kính chúc các vị lãnh đạo, Đảng, chính quyền, các ban ngành địa phương, ban đại diện phụ huynh sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, luôn dành sự quan tâm tới sự buổi liên hoan chia tay của tôi hôm nay.